Từ nhỏ là mẹ em muốn con mình là một người toàn diện á, nên là mẹ em cho em đi tập nhảy, cho em đi học hát, cho em đi vô mấy cái đội kịch của tổ của phường để em có thể đi cũng có thể trau dồi cái tài năng của mình á. Chứ giờ em mong muốn và em muốn thử sức nhất đó là một cái vai em muốn nó lật mặt, cái bộ cái vai là lật mặt. Em muốn nó lật mặt. Cái bộ cái vai là lật mặt. Wow. Em nghĩ là em sẽ đảm nhận vai trò em út trong nhóm. Em vẫn còn khá là mơ mộng. Với những ai đã quan tâm Thanh Tâm từ trước cả những cái video triệu view trên TikTok đó sẽ biết là Thanh Tâm có mặt trong một nhóm nhảy. Và khi trong những cái video nhảy đó thì Thanh Tâm hoàn toàn khác như bây giờ. Không còn một Thanh Tâm bánh bèo nữa, một Thanh Tâm rất là giàu sức sống, nhiều năng lượng và thậm chí là mình gọi là rất nổi bật. Dạ. Bạn đã tập nhảy như thế nào, bao lâu rồi? Dạ, là hồi lúc còn nhỏ là mẹ em đã muốn cho em đi vận động cơ thể, nên là mẹ gì em có cho em đi vào câu lạc bộ của thành phố để tập aerobic. Thì từ cái aerobic đó em lại thích. Sau đó là em, chị của em là ở trong một nhóm nhảy hip hop, em lại nằng nặc đi xin cho em vô lên tập. Em tập và đến lúc mà em cấp 2 thì em đã có khả năng là tự tập một mình ở nhà rồi. Và em luôn luôn ấp ủ là em sẽ có một cái nhóm nhảy. Thì lên cấp 3 đã làm được điều đó, và lên đến đại học thì em cũng có một cái nhóm nhảy mà mọi người rất là yêu thương em. Vậy thì mình có thể chia sẻ thêm về nhóm nhảy của bạn để cho những người mà chưa biết sẽ biết thêm về nhóm của mình và thêm tăng thêm subscribe rồi follow cho nhóm. Nhóm của em là See Me Dance Team. Nhóm của em thì thể loại nhảy là dance cover K-pop. Yeah. Và hiện tới nay thì nhóm mình đã cho ra mắt khoảng bao nhiêu cái video cover K-pop đó? Dạ, từ khi mà nhóm em public để đăng những cái video cover K-pop lên thì em rất là nhiều rồi ạ, hơn 10 video rồi. Và thời gian thì các bạn tập như thế nào? Bởi vì chắc là cũng không cùng trường nữa đúng không? Dạ, đúng rồi, không cùng trường. Vậy thì mọi người đã dành thời gian để gặp nhau để luyện tập như thế nào? Ví dụ như là mình có một bài đó mới ra mắt thì mọi người sẽ tự tập ở nhà xong rồi lên để ráp bài với nhau thôi, hay là mọi người sẽ dành thời gian để đến phòng tập để tập cùng nhau? Dạ là tụi em sẽ có một chị, đó là chị nhảy chính. Thì tụi em vẫn sẽ ở nhà tập bài đấy. Và cái lịch tập cố định của trong nhóm em sẽ là 3 năm 7, từ 7 giờ đến 9 giờ. Thì tụi em sẽ ở nhà học bài, gọi là tự tập trước sơ qua. Và khi mà lên đấy thì sẽ có một chị nhảy chính, chị đó sẽ rèn lại các dáng cũng như là sắp xếp đội hình. Đối với lại hoạt động nghệ thuật thì mình ngoài hai cái khả năng nhảy nhót ra thì Thanh Tâm cảm thấy là mình còn cái năng khiếu nào nữa? Từ nhỏ là em đã rất thích nghệ thuật và em rất là đam mê đó là người mẫu diễn viên. Dạ. Và nó hơi khác một xíu, đó là thường thì những cô nàng thích nhảy thì sẽ muốn đi theo con đường là nhảy theo ví dụ như làm ca sĩ chẳng hạn, hoặc là làm dancer. Nhưng mà đối với Tâm thì hoàn toàn khác, nó là sở thích của bạn là nhảy nhưng bạn lại thích làm người mẫu diễn viên hơn. Vì sao là như thế? Em cũng không biết, tại vì từ nhỏ là mẹ em muốn con mình là một người toàn diện á, nên là mẹ em cho em đi tập nhảy, cho em đi học hát, cho em đi vô mấy cái đội kịch của tổ của phường để em có thể đi cũng có thể trau dồi cái tài năng của mình á. Thì từ đó là em rất là thích diễn kịch, nhảy múa và hát. Thì tuy nhiên hát em không tự tin phần này lắm, nên là em nghĩ là hát mình nên bỏ qua. Một thể loại vai nào đó mà Thanh Tâm mong muốn mình được đảm nhận, ví dụ những cô bé hot girl xinh xắn, những cô nàng lớp trưởng gương mẫu, hay là những cái vai thật là cá tính quậy phá chị đại trong lớp, thì mình sẽ thích kiểu gì? Em cái vai mà em trước giờ em mong muốn và em muốn thử sức nhất đó là một cái vai em muốn nó lật mặt, cái vai lật mặt. Có thể là lúc đầu sẽ rất là dễ thương, bánh bèo, yêu đuối, nhưng mà sau một vài chuyện sự cố gì đó thì tự nhiên cô nàng ấy bắt đầu không còn giống như xưa nữa. Vậy thì bình thường Thanh Tâm sẽ có hay xem phim không? Dạ có.
thể loại phim nào mà bạn thích? Thể loại phim em thích thì có thể là tình cảm học đường. Em vẫn còn khá là mơ mộng. Gần đây thì mình đã ấn tượng với bộ phim nào trong cái thể loại đó? Gần đây thì em gần đây cũng không có coi phim nhiều, mà em vẫn muốn coi lại những bộ phim cũ. Thì em có thích đó là phim School 2015. Em mới vừa coi lại cách đây vài ngày. Và mình sẽ thường xem là của Hàn Quốc, chỉ đơn Hàn Quốc thôi. Có xem cũng có nước khác, ví dụ của Thái Lan, của Mỹ không? Của Thái Lan, của Mỹ, của Trung Quốc thì em cũng có coi, nhưng mà có lẽ tại vì em thích cái văn hóa của người Hàn hơn nên là em sẽ chú tâm vào những cái nghệ thuật của bên Hàn Quốc hơn. Có bao giờ Thanh Tâm nghĩ rằng là mình sẽ muốn đăng ký làm thực tập sinh của những công ty quản lý Hàn Quốc không? Lúc trước thì em có, nhưng mà hiện tại em nghĩ rằng là em sẽ không. Nếu như mình đặt trường hợp giả sử mình ở trong một công ty quản lý, thì Thanh Tâm sẽ muốn mình là một nghệ sĩ solo hay muốn mình là một cô nàng trong một girl group? Nếu là đặt trường hợp đấy thì em nghĩ em muốn mình ở trong một girl group. Và Thanh Tâm nghĩ rằng là mình sẽ đảm nhận vai trò gì? Em nghĩ là em sẽ đảm nhận vai trò em út trong nhóm. Mình sẽ hiện sự đáng yêu, một cái nguồn năng lượng vitamin đúng không? Dạ.